Tình trạng giám sát đất nước tại khu vực phía Tây Trung Cộng. Philip Liu, một nhà phát triển software 31 tuổi đến từ Bắc Kinh, đã đi đến phía Tây Trung Cộng thuộc khu vực Tân Cương để du lịch. Anh đã bị một cảnh sát kéo đi ngay sau khi anh ra khỏi xe bus. Cảnh sát đã lấy iPhone của Liu và nói kết với một thiết bị cầm tay thoạt nhìn giống như một chiếc laptop. Cảnh sát cho Liu biết họ đang kiểm tra điện thoại của anh để xem liệu có bất kỳ thông tin bất hợp pháp nào trong đó không trải nghiệm của liêu tại yuramki thủ phủ của tân cương một khu tự trị đã nổi lên ly khai và bị an ninh đàn áp dữ dội không phải là trường hợp hiếm tuy nhiên những công nghệ giám sát như vậy được thử nghiệm tại tân cương hiện đang lan rộng khắp trung cộng theo thông tin của reuters thu thập từ các đơn mua sắm của chính phủ trung cộng cùng những hiểu biết của các viên chức cho thấy công nghệ liêu từng tiếp xúc tại tân cương đang lan rộng đến các thành phố như thượng hải và bắc kinh hầu hết các đồng cảnh sát ở các tỉnh đã tìm cách mua những thiết bị khai thác dữ liệu điện thoại thông minh kể từ đầu năm 2016. Thời điểm nhà cầm quyền tăng cường chi tiêu cho an ninh quốc gia và đẩy mạnh các cuộc đàn áp với bất đồng chính kiến. Các tài liệu thu thập hiếm hoi cung cấp một cái nhìn đằng sau những con số thể hiện sự nâng cấp của Trung Cộng đối với lực lượng an ninh vũ trang cùng các công cụ giám sát công nghệ cao hỗ trợ nhà cầm quyền thắt chặt bất đồng chính kiến. Bộ Công nghiệp công nghiệp thông tin và cục an ninh, nơi giám sát các dự án an ninh công nghệ cao của Trung cộng, đã không trả lời trước các yêu cầu bình luận. Máy quét là một thiết bị cầm tay hoặc máy tính để bàn có thể xâm nhập vào điện thoại thông minh để trích xuất và phân tích danh sách các liên hệ, ảnh, video và các bài đăng trên các phương tiện truyền thông xã hội và email. Các thiết bị này hỗ trợ công an kiểm tra nhanh nội dung trên điện thoại. Liêu cho biết công an có thể đã có được các dữ liệu của anh ngay tại chỗ sau khi anh bước ra khỏi xe bus. Rõ ràng họ đã không tìm được thông tin nào về bất đồng chính kiến, do đó anh đã không bị bắt giữ. Dữ liệu Reuters phân tích bao gồm các yêu cầu từ 171 đồn cảnh sát trên 32 trong tổng số 33 tỉnh, khu vực. Thành phố chính thức của Đài Lục, các thông tin này chỉ là một phần chi tiêu nhỏ trong tổng chi tiêu của Trung Cộng. Các dữ liệu cho thấy có hơn 129 triệu nhân dân tệ, tương đương 19 triệu Mỹ kim trong ngân sách được chi tiêu cho các thiết bị kể từ đầu năm 2016, số chi phí liên tục tăng trong năm 2017 và 2018. Các tài liệu cũng cho biết tại Thượng Hải, thành phố cảng quốc tế lòng lẫy số 1 của Trung Cộng, hai quận được tài trợ ngân sách khoảng 600.000 nhân dân tệ để mua máy quét điện thoại và các công cụ trích xuất dữ liệu cảnh sát ngành đường sắt cũng có một ngân sách chi tiêu tương tự. Một đại diện bán hàng tại công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ an ninh Zonke Ronghui có trụ sở tại Thiểm Tây sản xuất thiết bị XDH 5200A là một trong những máy quét có tên trong đơn hàng của cảnh sát. Đại diện công ty này cho biết các đồn, trạm cảnh sát trên toàn quốc có thể tra cứu kho dữ liệu đã được trích xuất hầu như mọi đồn trạm cảnh sát đều có những thiết bị này. Tại một hội chợ thiết bị cảnh sát tại Bắc Kinh hồi đầu năm nay, các thiết bị do Trung Cộng chế tạo được trao giá khoảng 10.000 nhân dân tệ. Những thiết bị nhỏ, gọn, tinh vi hơn có giá lên đến hàng trăm ngàn nhân dân tệ. Các máy quét thường không xuất hiện tại các thành phố như Bắc Kinh và Thượng Hải. Trong các lần kiểm tra gần đây, tại các trạm xe bus và xe lửa của Bắc Kinh Quảng trường Thiên An Môn được bảo vệ nghiêm ngặt nhưng không thấy sự xuất hiện của các máy quét. Tuy nhiên, một sĩ quan cảnh sát tại ga đường sắt Bắc Kinh xác nhận cảnh sát có quyền truy cập vào các thiết bị khi cần thiết để phân tích dữ liệu trên các điện thoại thông minh. Những loại máy quét này cũng được sử dụng ở nhiều quốc gia khác như Hoa Kỳ, nhưng để sử dụng chúng, lực lượng an ninh phải trải qua một quá trình xem xét bằng pháp lý để có quyền tiếp cận và truy cập vào điện thoại của kẻ tình nghi phạm tội. Trong khi một số công ty tại Trung cộng cho biết họ có khả năng bẻ khóa nhiều điện thoại và hầu hết cảnh sát có thể buộc người dùng cho biết mật khẩu điện thoại của họ. Các tài liệu mua sắm cho thấy một số trạm cảnh sát đã yêu cầu mua các công cụ lấy cấp từ dữ liệu từ tài khoản người dùng điện thoại trên Twitter, Facebook. WhatsApp, trình duyệt Google Chrome của Alphabet Incorporation và nền tảng nhắn tin LINE của Nhật Bản. Một tờ đơn vào ngày 25 tháng 5 của một cơ quan hải quan tại Bắc Kinh đã chi 5.7 triệu nhân dân tệ cho các công cụ có thể xâm nhập, phân tích dữ liệu trên các điện thoại thông minh của hai nhà cung cấp Media Pico và Resonant Limited và lên danh sách các nền tảng tin nhắn và ứng dụng nước ngoài mà thiết bị có thể truy cập. Thiết bị phải có chức năng cơ bản là truy cập vào các nội dung bao gồm mật khẩu điện thoại di động, danh bạ, lịch sử cuộc gọi, SMS, MMS, hình ảnh, dữ liệu âm thanh, video, lịch, bản ghi nhớ và các dữ liệu ứng dụng trên thiết bị di động. Những công cụ này có thể tấn công vào các thương hiệu điện thoại thông minh nổi tiếng như Samsung Electronics, BlackBerry, Xiaomi và Huawei của Trung Cộng cũng như Apple Incorporation, APL.O, bằng cách bẻ khóa các sản phẩm điện thoại thông minh của các hãng này. Apple, Samsung, BlackBerry, Xiaomi và Huawei đã không trả lời trước yêu cầu bình luận. Wu Wanwei, một kỹ sư của Daxi Kairui Technology có trụ sở tại Bắc Kinh cho biết việc đào tạo cảnh sát sử dụng máy quét đã trở nên rất phổ biến điện thoại thông minh là nguồn bằng chứng quan trọng nhất. Cảnh sát sẽ luôn sử dụng các dữ liệu của nó trong trường hợp cần thiết. Trong nhiều trường hợp, tòa án trung cộng thường trích dẫn mơ hồ, điều tra điện tử nghĩa là bao gồm cả việc thu thập, truy cập điện thoại thông minh của chủ sở hữu và khai thác các tài khoản truyền thông xã hội bằng các thiết bị phân tích. Trung Cộng đã chi khoảng 1.24 ngàn tỷ nhân dân tệ cho an ninh trong nước vào năm 2017, tương ứng 6.1 tổng chi tiêu chính phủ và nhiều hơn chi tiêu cho quân đội. Ngân sách cho an ninh nội địa, đặc biệt công nghệ giám sát đã tăng gấp đôi chi phí ở các vùng bao gồm Tân Cương và Bắc Kinh. Adrian Zen, một học giả chuyên về chi tiêu an ninh của Trung Cộng nói rằng Trung Cộng đã dành một khoản chi tiêu lớn cho các danh mục bảo mật mơ hồ và phức tạp bao gồm cả các thiết bị công nghệ. Theo hai viên chức thuộc Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin cho biết, kỹ thuật giám sát đã được thử nghiệm tại Tân Cương trước khi triển khai đến các tỉnh khác. Các dự án này nhận được hỗ trợ tài chính từ các nguồn công và tư nhân, hệ thống giám sát bao gồm các camera, các software phân tích cơ sở dữ kiện, máy quét phân tích điện thoại thông minh. Các thiết bị giám sát công nghệ cao của Trung Cộng đôi khi được gọi là công nghệ đen. Chúng bao gồm các kính cảnh sát, có khả năng nhận diện khuôn mặt tích hợp, máy ảnh phân tích cách người dân đi bộ, máy bay không người điều khiển và robot thông minh. Một ngành công nghiệp đã nổi lên trước các nhu cầu giám sát của nhà cầm quyền như công ty sản xuất máy ảnh Hangzhou Hikvision và công ty sản xuất thiết bị nhận diện khuôn mặt SenseTime. Dù là phổ biến trên các đường phố thuộc khu tự trị Tân Cương hay được sử dụng âm thầm sau các cánh cửa ở Bắc Kinh và Thượng Hải, máy quét chính là chìa khóa giúp nhà cầm quyền thu thập thông tin dữ liệu từ các cá nhân tại một trung tâm đào tạo trên Duckgen Technology, thuộc khu công nghệ của Bắc Kinh, các kỹ sư đã cho Reuters tiếp cận một chiếc máy quét như vậy. Đó là một máy tính cỡ lớn, màu xám, được gắn vào chiếc điện thoại Samsung, có khả năng trích xuất các dữ liệu của chiếc điện thoại này. Công ty đào tạo này chỉ là một trong những hãng đã phất lên nhờ nhu cầu giám sát từ các công ty quân sự, cảnh sát và tư nhân. Máy quét được sản xuất bởi Celebrate một công ty của Israel, nhưng các công ty như Siemens, Meiapico, High-Sight Technology và Zen Infotech cũng sản xuất các phiên bản tương tự được sử dụng rộng rãi ở Trung cộng. Các tài liệu trên cho thấy trong tương lai, các máy quét có thể xâm nhập vào hầu hết các điện thoại thông minh, bao gồm cả iPhone. Mặc dù các nhà sản xuất máy quét Trung cộng có khả năng bẻ khóa hệ thống bảo mật các điện thoại thông minh, bao gồm cả iPhone và Apple Tuy nhiên, những người trong ngành thừa nhận điều này không phải dễ dàng đối với các phiên bản điện thoại mới. Zhang Baizhen, người đứng đầu trường đào tạo phân tích kỹ thuật số tại Bắc Kinh cho biết, tôi chỉ có thể bẻ khóa các phiên bản iPhone cũ, tôi không thể crack trên những phiên bản mới nhất. Apple đang thực hiện các bước nhằm ngăn chặn các thiết bị tương tự loại này bẻ khóa điện thoại thông minh hãng mình. Các phiên bản mới đây được vận hành trên nền tảng iOS đã vô hiệu cổng USB sau 1 giờ nếu không truy cập mật khẩu. Theo một trong những viên chức Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin cho biết, những biện pháp phòng ngừa như vậy không mấy hiệu quả. Hầu hết người dân Trung cộng sẽ thực hiện theo yêu cầu cảnh sát mở khóa điện thoại của họ. Tại Trung cộng từ chối không phải là một cách khôn ngoan.